Một số trái còn ấm, nó mới để xong. Ăn thêm cái con sâu canxi thì nó để đều hơn. Hôm nay mình đi thu hoạch sâu canxi để cho gà nó ăn. Mời các bạn theo chân mình nhé. Đây là cái khu vực nuôi ấu trùng ruồi lấn đen, hay còn gọi là con sâu canxi. Có thể nhiều bạn chưa biết đến cái con này đâu, cũng bởi vì nó còn khá là mới. Nhà nước mình mới cho phép nuôi một vài năm trở lại đây thôi. Bây giờ mình cùng đi thu một ít ấu trùng ruồi lấn đen để cho gà ăn nhé. Đây là cái ô nuôi của mình này. Ô này thì mình nuôi dưới cái nền xi măng, còn những cái kệ hồi nãy là mình nuôi trên tầng để tiết kiệm diện tích. Cái con ấu trùng này thì nó được dùng để xử lý những cái rác thải hữu cơ, hay là những cái phân gia cầm gia súc, hoặc là những cái trái cây dư thừa, bã đậu, bã bia, bánh mì, bánh tráng, những cái thực phẩm bỏ đi, nó đều có thể sử dụng và dùng được hết. Trước khi cho gà ăn thì các bạn nên rửa sạch cái con ấu trùng dưới nước nhé. Mình thì thường dùng cái rổ lỗ nhỏ như thế này để cho ấu trùng vào, sau đó xả nước. Các bạn có thể làm những cái xô nước hoặc là những cái thau nước lớn, các bạn nhúng vào rửa, sau đó các bạn tráng lại thôi. Như vậy thì nó sẽ đỡ tốn nước hơn. Nhìn nè, mấy con ấu trùng mập đã không? Này gà ăn thì nó mê lắm. Đây là cái chuồng nuôi gà Ai Cập. Gà Ai Cập là một trong những cái giống gà siêu trứng các bạn. Mình mới chuyển sang cái chuồng này nên nó còn hơi ngại. Ở đây mình nuôi gà có cồ hết nha các bạn. Mấy cái con gà trống kia là mình bắt của người khác về, mình đổi lại, đổi giống lại cho nó khỏi bị trùng huyết. Nó đẻ ra mình để cho nó ấp. Đây, chưa làm cái ổ đẻ cho nó còn đẻ tùm lum hết. Ngày nào cũng vô bới, đi lượm trứng phải bới. Không, nhiều khi nó còn lẫn ở dưới chấu đó, nó sót mình không biết. Bên đây nữa nè, có mấy trái nó còn ấm lắm các bạn, nó mới đẻ xong á. Bạn nào mà nuôi gà Ai Cập rồi thì nhìn quả trứng là thấy nó dày, nó chắc đúng không? Mà nó to đều,